de la Oh,
tiền nên đâu bằng người đại gia. Anh không có nhà lầu, anh cũng không có xe, anh chạy chiếc xe quen làm sao mà lấy le. Điện thoại anh đi trắng không có màu không có mè, anh cũng rất là hiền không có máu không có mè. Bạn bè đầu gấu hôm nay đang ngơ ngác ngơ ngác cái đường xanh trên hành lang đang sơ sát. Nhưng mà so với anh rất là buồn, anh không có đóng kịch và anh không có nhiệm vụ. Anh chỉ biết nói thật là rất là yêu quê em, nhưng mà vận may sẽ mang hết mọi niềm đến Sài Gòn này. Điều nào nó cũng hợp với đẹp nhất vẫn là con người trong bao nhiêu em. Yeah.
Ai rồi cũng sẽ tìm được những em sau cô đơn. Chỉ là
I'm not afraid to die.
cho riêng mình, còn tôi sống cho gia đình. Đường tôi vững, nước mắt dần ai nhìn thấy. Mình từng nghèo khó đi lên sáng giàu, thì ta phải biết quý đồng tiền xương máu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tiền, người xem thường ta nhất chính là người thân. Everybody, please.
Come on,
Chẳng còn lá thương nào vào trong cơn mong kia yên lành.
giống như cứ những lời này làm cho nỗi đau thêm dài. Tình yêu anh ngày nào chẳng phai, sao mai còn giữ hy vọng ngày buông thêm đau nhói từng đêm. Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người mà ta đã dành tròn trái tim. Thời gian như mây xưa dần dần thì vẫn còn đây, hứa sẽ không xa nhau mãi. Anh bước đi và kia nói sẽ không quay về, và nước mắt lưng chừng trên mây chẳng thể nào rơi. Vì vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời. Vòng tay phút cuối đánh rơi, phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu. Đã từng yêu nhau say đắm mơ không thể xa rời, đã từng mong có nhau suốt đời. Và nước mắt lưng chừng trên mây chẳng thể nào rơi. Vì vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời. Vòng tay phút cuối anh rơi, phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu. Đã từng yêu nhau say đắm mơ không thể xa rời, đã từng mong có nhau về. Và nước mắt lưng chừng trên mây chẳng thể nào rơi. Vì vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời. Vòng tay phút cuối đánh rơi, phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu. Đã từng yêu nhau say đắm mơ không thể xa rời, đã từng mong có nhau suốt đời.